Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách tạo trang chủ cho cái theme Sahifa. Mình sẽ demo cho bạn xem cái trang cá nhân của mình là datmachung.com. Đó thì trang này, cái trang chủ nó rất là bình thường ha. Nó là gồm những cái bài viết rất là bình thường. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái trang chủ có giao diện dạng block, nghĩa là từng lốc giống như mình xây một cái nhà cao tầng. Nó có từng lốc, lốc nhà. Đó. Rồi, thì mình sẽ đăng nhập vào admin. Đăng nhập admin. Sau đó mình sẽ tạo một cái trang. Thì để làm được cái làm theo cái video này, các bạn cần phải cài cái giao diện tên là Sahifa ha. Thì cái giao diện này mình có để link trên cái website của mình. Các bạn vào datmachung.com, sau đó vào tải về. Tải về thì mình sẽ vào cái drive của mình. Đó. Các bạn sẽ vào drive của mình. À, mình vào theme. Và mình tải cái theme sahifa.zip này về. Sau đó mình cài đặt lên website của mình. Ok. Rồi. Thì mình sẽ vào mới và mình tạo một cái trang mới ha. Đó. Mình đặt tên trang là trang chủ. Rồi. Đó, nó có đường link là trang chủ luôn. Sau đó mình vào Page Builder để mình xây dựng cái website. Thì cái website, cái trang chủ của mình nó giống như là một cái tòa nhà. Và nó có từng lốc một. Các bạn sẽ chọn những cái lốc này. Đó, các bạn nhấp vào cái lốc, từng lốc một ha, cho nó khác nhau. Đó, khi mình nhấp vào đây thì nó sẽ xuất hiện một cái lốc mới ở dưới đây. Rồi, tới lấy lốc này. Đó, và nó dưới nó có xuất hiện cái lốc này. Và lốc này. Lúc này mình làm hai lần ha, vì nó tạo hai bên đối xứng nhau. Các bạn nhấp hai cái. Đó là cái bên trái và cái bên phải. Và tới cái lock. Lock Rolling này. Và những cái lock sau mình không dùng đến ha, mình không có dùng đến đó. Rồi mình sẽ dùng 1 2 3 4 cái lock này. Và mình sẽ lặp lại hai lần. Thế lock này, lock này, lock này. Lốc này và lốc này. Ok. Tổng cộng là 10 cái lốc. Mỗi lốc các bạn sẽ cho nó một cái danh mục ha. Ví dụ ở đây mình có rất là nhiều danh mục. Cái lốc đầu tiên mình sẽ cho nó là kinh doanh. Và nếu mình để later post thì nó sẽ hiển thị những cái bài viết mới nhất của cái danh mục kinh doanh. Nhưng mình muốn những cái website mình luôn luôn mới, mỗi lần refresh lại là cái bài viết nó thay đổi ha. Thì mình sẽ chọn Random Post, có nghĩa là ngẫu nhiên. Và số lượng bài viết trên cái block này là xuất hiện 5 bài. Ok. Và cái block thứ hai mình sẽ chọn kỹ năng, cũng ngẫu nhiên luôn, và 5 bài. Tương tự cái thứ ba mình chọn làm đẹp, Random 5 bài. Và cái thứ tư là Marketing, Random Post 5 bài. Cái thứ năm là mẹ và bé. À, ở đây mình đặt tên là mẹ và bé luôn ha. Mẹ và bé. Rồi, 12 bài. Cái thứ 6 là ngoại ngữ, cũng random luôn, random 5 bài. Cái thứ 7 là sức khỏe, random 5 bài. Cái thứ 8 là thiết kế, random 5 bài. Cái thứ 9 là tin học, random 5 bài. Cái thứ 10 là tin tức. Tin tức ở đây mình không có ha. Rồi mình sẽ làm cái video. Rồi. Và đặt tên là video luôn. 12 bài. Rồi. Ví dụ các bạn cần xóa cái nào thì bạn nhấp vào thùng rác này ha. Mình xóa đi thôi. Ok. Rồi mình sẽ lưu lại. Lưu lại. Rồi mình xem trang. Xem trang ha. Đó. Đẹp chưa? Rất đẹp ha. Đó. Mỗi chủ đề, mỗi cái chuyên mục là nó nằm đây. Tên chuyên mục nằm đây. Và những cái bài viết nằm tiếp theo bên dưới. Đó. Rồi. Sau đó các bạn sẽ tạo cho nó một cái slide ở trên đây.
cho nó hoành tráng hơn ha. Thì các bạn xéo kéo xuống dưới tận cùng, nó có cái chữ RIT này nè, RIT ha, RIT Future Post, nghĩa là nó sẽ hiển thị các bài viết mới nhất dạng RIT. Mình bật nó lên và mình cho nó Animate Automatical luôn ha, bật lên. Rồi sau đó mình sẽ lưu lại, mình chọn cho nó khoảng 15 bài đi để cho nó thay đổi. Rồi và mình lưu lại, cập nhật. Rồi mình sẽ refresh lại cái trang chủ. Đó, nó có dạng read rồi nè, nó dạng giống như slide ha. Và mỗi lần mình nhấn nút này là nó qua cái bài khác. Đó, nó xuất hiện 15 bài, mỗi lần là 5 bài. Ok, rất là đẹp ha. Và cái bên đây là widget. Các bạn vào đây và mình chọn widget đây. Widget thì mình để kết nối Facebook. Kết nối Facebook thì mình sẽ copy cái fanpage mình vào đây ha. Và kết nối Google thì mình sẽ copy cái Google Ads mình vào đây. Và các mọi xã hội khác. Ok. Sau đó các bạn sẽ cài đặt nó là trang chủ luôn ha. Mình sẽ vào cài đặt và đọc. Đọc và mình chọn một trang tĩnh và chọn trang chủ là cái trang mặc định cho cái trang chủ này. Sau đó mình sẽ lưu lại. Ok, mình sẽ ra trang chủ mình xem. Đó, mình bấm refresh lại. Đó, refresh lại chưa? À, đó, ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thấy thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.